Nhiều người biết đến làng Công Hoa trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Đây là ngôi làng gắn với tên tuổi của anh hùng núp, người dân tộc Ba Na đứng lên cùng dân làng đánh giặc. Tuy nhiên, Công Hoa, anh hùng núp không chỉ là cái tên riêng của văn học mà hoàn toàn là có thật ngoài đời. Làng Công Hoa hiện giờ là làng Stơ thuộc xã Tơ Tung, huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai. Mấy chục năm đã trôi qua kể từ ngày làng Stơ cầm vũ khí đứng lên kháng Pháp. Ngôi làng này đã được di chuyển về trung tâm xã Tơ Tung và vẫn giữ nguyên tên gọi cũ là làng Stơ. Song bao năm qua, người ta vẫn thường gọi làng Stơ là làng Công Hoa, làng anh hùng núp. Làng Stơ trong cuốn lịch sử đảng bộ xã Tơ Tung cũng được nhắc đến với cuộc chiến đấu của dân làng dưới sự lãnh đạo của anh hùng Đinh Núp đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân Pháp vào những năm 1943-1950. Nhân vật anh Núp trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên chính là anh hùng Núp, người được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1955. Trong Đất nước đứng lên, làng Stơ được bố phòng ở một đỉnh núi với mục đích thoát khỏi những cuộc tấn công của lính Pháp. Những năm lính Pháp vào các làng để bắt người, cướp bóc, bắt thanh niên đi sâu là đi làm công nhân cho Pháp, bắt nộp thuế. Trong khi các làng khác ở Tơ Tung đều đầu hàng Pháp, thì người Công Hoa một mực không chịu. Lính Pháp liên tục đem quân vào bắn phá, đốt cháy nhà rông. Một mình Đinh Núp đứng ra vận động, rồi đưa người làng lên đỉnh núi Công Hoa, nơi có vị trí hiểm trở nhất để phản kích những cuộc tấn công của địch. Cách bờ suối Stơ là suối đất hoa trong tiểu thuyết khoảng 200 mét là những gốc xoài, gốc mít cổ thụ. Đây là hai dấu tích nhân chứng hiếm hoi còn sót lại ở làng. Cây xoài trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên là hình ảnh của sự sống mãnh liệt của làng trong những lần lính Pháp vào đốt phá. Bao nhiêu lần nhà rông bùng cháy, cây xoài vẫn xanh lá như thách thức. Dưới bóng cây này, khi lính Pháp tấn công lùng sục vào làng, Đinh Núp một mình mang cung tên, đứng sau gốc cây nhằm thẳng bụng lính Pháp mà bắn. Đây cũng là lần đầu tiên người Tây Nguyên biết rằng lính Pháp cũng là người, cũng chảy máu giống như người mình, không phải quái vật như tin đồn. Nhiều già làng từng có mặt tại làng Stơ cũ cho biết, những miêu tả của nhà văn Nguyên Ngọc về bối cảnh làng Stơ trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên là những hình ảnh rất thật về làng Stơ những ngày cùng Đinh Núp đứng lên đánh Pháp. Để chống trả những cuộc truy quét của lính Pháp, Đinh Núp vận động người làng đào hầm đặt bẫy chông và dựng những hàng rào đá hai bên dòng suối Stơ chảy từ làng xuống. Hàng chục năm trôi qua, tất cả giờ đã thành phế tích. Vào làng Stơ bây giờ, thật khó tìm gặp những người còn biết về Đinh Núp. Những người sống cùng thời với anh hùng Núp cũng không còn nhiều. Người lớn, trẻ con ở Stơ không gọi anh hùng Núp mà gọi là Bốc Núp, nghĩa là bác, là người đáng kính trọng. Làm chồng này, nhiều người làm, nó là pháp, là nó phải thua chứ. Sau khi đất nước giải phóng, làng Stơ được chuyển xuống núi về lập tại trung tâm xã Tơ Tung. Những ngày đó, nhiều cán bộ từ tỉnh đến huyện đến giúp dân khai hoang, lập làng mới, hướng dẫn người dân trồng lúa nước để đảm bảo cuộc sống tốt hơn, nên người Stơ đã xuống núi sinh sống, gắn bó với xã Tơ Tung cho đến tận ngày nay. Hiện nay về làng Stơ, du khách có thể vào thăm khu lưu niệm anh hùng Núp. Công trình này được xây dựng để tưởng nhớ người anh hùng Ba Na và dân làng những năm đánh Pháp. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đang có chủ trương phục dựng lại nguyên trạng làng kháng chiến của anh hùng Núp với tổng kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng. Công trình này sẽ được đặt tại địa điểm cách Ủy ban Nhân dân xã Tơ Tung khoảng 3 km. Dự kiến đến năm 2015 sẽ đi vào phục vụ du khách.